Sau một thời gian tích cực rà soát xét duyệt hồ sơ, đến nay Ninh Bình đã chi trả hỗ trợ đợt 2 cho hơn 9.200 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, góp phần giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống. Theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số người được hưởng trợ cấp đợt 2 này là gần 11.000. Tính đến thời điểm hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện chi trả cho hơn 9.200 người lao động và hộ kinh doanh với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Trong đó, các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Kim Sơn và thành phố Ninh Bình, Tam Điệp đã chi trả xong 100%, huyện Yên Mô được 90%, Yên Khánh đang bắt đầu chi trả. Số người còn lại sẽ được hoàn tất việc chi trả hỗ trợ vào cuối tháng 9 này.